Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi phải nói rằng chúng tôi rất là phấn khích khi được chia sẻ này, trao đổi với các bạn một chiếc đồng hồ được lấy hình tượng từ cầu vồng. Và như các bạn đã biết thì cầu vồng luôn luôn tượng trưng cho một cái sự sống mới. Và ở nhiều nền văn hóa, cầu vồng thì được coi là một điểm lành cho nhân thế. Nói chung là cái hình tượng cầu vồng thì rất là đẹp. Tuy nhiên là để đưa nó vào một cái chiếc đồng hồ và làm nó bắt mắt thì không phải là một điều đơn giản. Ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu tới các bạn chiếc đồng hồ Rolex Daytona với phanh Bezel Rainbow, mang mã hiệu là 116595. Trước khi đi sâu vào chiếc đồng hồ này thì tôi muốn nói với các bạn ba điểm chúng ta không bao giờ nên tranh luận. Thứ nhất, đó chính là tôn giáo. Hai là tình yêu. Thứ ba là thẩm mỹ. Chiếc đồng hồ này cũng vậy. Sẽ có những người cảm thấy là chiếc đồng hồ này đẹp và thậm chí là rất đẹp. Tuy nhiên là tôi biết nhiều bạn, người bạn của tôi thấy chiếc đồng hồ này rất là lè lè, xấu, rất xấu, thậm chí là có phần bánh bèo. Với những cái nhà sưu tầm hay là những người có đam mê và nghiên cứu về Rolex Daytona thì họ đã từng nói rằng Rolex đang làm cái quái gì với cái thiết kế Daytona đang rất là đáng kính của họ. Tuy nhiên ở một góc nhìn thương mại thì tôi đánh giá là chiếc đồng hồ này thu hút được rất nhiều tình yêu sét đánh dành cho cả nam và nữ giới. Đối với tôi thì tôi cảm thấy rằng với chiếc đồng hồ Daytona 116595 Rainbow này thì Rolex đã show cho chúng ta thấy được một kỹ năng tuyệt vời về chế tác đá quý này cũng như là kim hoàn mà không phải một thương hiệu nào muốn cũng có thể làm được. Đầu tiên ấy, thì chúng ta cùng tìm hiểu về lịch sử của vành Rainbow này. Thì đây không phải là lần đầu tiên Rolex giới thiệu vành Bezel Rainbow cho những chiếc đồng hồ Daytona của họ. Vành Bezel Rainbow lần đầu tiên được xuất hiện tại hai model, đó chính là 116598 với lớp vỏ vàng champagne và chiếc đồng hồ 116599 với lớp vỏ vàng trắng, được giới thiệu năm 2012. Chúng ta có thể nhìn thấy ngay được về mặt số chiếc đồng hồ này cũng đã có cái điểm khác biệt rồi. Đầu tiên đấy chính là kim chronograph là màu đỏ, đúng không ạ? Và các cái kim của đồng hồ phụ thì cũng được làm sơn đỏ. Tuy nhiên với phiên bản năm 2018, Rainbow 2018 thì chúng ta sẽ có một cái kim chronograph bằng vàng hồng. Và các cái cây kim nhỏ ở các đồng hồ phụ thì được nung đen. Nó tiệm màu, nó đồng màu với cái màu mặt số. Đó. Ngoài ra thì một điểm mà tôi muốn nhấn mạnh hơn đó chính là cọc số chỉ giờ của hai cái phiên bản năm 2012 thì quá là bình thường. Nó giống không khác gì với những cái cọc số chỉ giờ của phiên bản Datejust. Và khi chúng ta chuyển sang cái model Rainbow 2018 thì nó lại là một đẳng cấp hoàn toàn khác, với 11 viên sapphire dạng baguette với cái màu sắc nó đồng nhất với cái vành bezel. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi ở trên vành bezel đó là những cái viên sapphire màu đỏ, thì ở dưới trên mặt số thì nó cũng là viên sapphire màu đỏ, tương tự với màu vàng, cam, xanh lá, tím, vân vân. Đó, như các bạn đã nhìn thấy, một cái đẳng cấp nó hoàn toàn khác hẳn so với cái mặt số và các cái cọc số chỉ giờ với hai phiên bản Rainbow 2012. Và cái cảm nhận của tôi ấy, khi nhận xét cái phiên bản này so với hai phiên bản tiền nhiệm 2012 thì phải nói rằng là nó rất là bắt mắt. Bởi vì sao? Bởi vì một cái chất liệu vỏ vàng hồng này luôn luôn thu hút cái mắt nhìn của người xem nhiều hơn, kết hợp với vành Rainbow đa sắc từ đỏ, da cam, vàng, lục, lam, tràm, tím này, xong đến một mặt số màu đen, rất là một mặt số màu đen lắc kê rất cuốn hút với 11 viên sapphire baguette. Đấy, cùng với cả ba cái đồng hồ phụ với chất liệu màu vàng crystal hay còn gọi là vàng tinh thể ấy. Thì chúng ta ở Việt Nam chúng ta hay nhầm lẫn cái vàng crystal, cái vàng tinh thể này với thiên thạch, nhưng hoàn toàn không phải. Đây nó là những tinh thể vàng chứ không phải là thiên thạch các bạn ạ. Đó. Cái phiên bản Rainbow 2018 này có một phiên bản với mặt số full kim cương. Tuy nhiên là tôi đánh giá cái mặt số full kim cương nó làm giảm đi cái tính tương phản.
cá nhân tôi thì tôi thích cái mặt số lắc kê đen này để làm nổi bật các cái chi tiết ở trên mặt số nhiều hơn phiên bản full kim cương các bạn ạ. Cái vành bezel với đá sapphire thì không phải là đắt nhất của Rolex, hay là trước đây thì chúng ta đã có những cái phiên bản Daytona với vành sapphire, ví dụ như là phiên bản Leopard mang mã hiệu 6598 thì có cái vành bezel được chế tác từ những cái viên sapphire dạng baguette mang tên là cognac sapphire màu da cam. Thì cái phiên bản này có mức giá hãng thì nó chỉ khoảng tầm 70.000 USD và giá thị trường hiện nay giao dịch cũng chỉ khoảng tầm 50 đến 60.000 USD. Hay là những cái vành bezel của chiếc Jack Master được sắp xếp các cái viên sapphire random với nhau đó, thì cũng rất là bắt mắt. Tôi đang có đặt câu hỏi là tại vì sao chiếc đồng hồ Rainbow này cũng là một cái vành bezel từ sapphire, đá sapphire thiên nhiên, và mức giá hãng của nó chỉ khoảng tầm hơn 90.000 USD mà giá giao dịch thị trường hiện nay nó đắt gấp 3 lần mức giá hãng. Cái mức giá này thì không phải là tôi tự nhiên tôi nghĩ ra mà tôi tham khảo ở Chrono24 hay là một số cái website bán hàng uy tín trên thế giới. Thì mức giá giao động hiện tại chiếc đồng hồ này nó giao động khoảng tầm 280.000 USD đó. Tại sao chiếc đồng hồ này với cái vành bezel rainbow bằng sapphire này nó lại làm chiếc đồng hồ nó đắt đến như vậy, thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay ở trong video này các bạn nhé. Thì cái vành rainbow này là sự kết hợp của 36 viên sapphire dạng baguette và để tạo ra một cái sắc màu chuyển sắc rất là đồng đều theo đúng 7 sắc cầu vồng, đó chính là đỏ, da cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Và đây thì nó là 100% là sapphire thiên nhiên và không qua xử lý nhiệt hay là tác động nhiệt để cho nó chuyển màu. Đó là một cái mà tôi muốn trao đổi với các bạn đầu tiên. Điều này thì dẫn đến một cái việc, đó là cái thời gian chế tác, thời gian chọn lọc nó rất là ít, và hạn chế nhất đó chính là cái nguồn cung từ thiên nhiên. Đó, nó là nguồn cung từ thiên nhiên. Ví dụ như chúng ta biết là những bản thép hay là vàng thì có thể là cái nguồn cung nó nhiều hơn. Tuy nhiên là với những cái viên sapphire để chế tác cái vành bezel như này thì nó không phải là quá nhiều, dẫn đến để chế tác được cái vành bezel rainbow chuyển màu đồng đều và nó đẹp như hãng làm, nó là một cái điều nó rất khó khăn, phải khẳng định các bạn như vậy. Đó là những cái lý do mà khiến cái vành bezel rainbow này cũng là một cái vành bezel từ sapphire mà nó lại đắt hơn tất cả những cái vành bezel bằng sapphire khác, như là của chiếc Leopard hay là chiếc Jack Master, thậm chí là nó còn mức giá của nó còn đắt hơn cả những cái vành bezel bằng kim cương các bạn nhé. Đó, sau năm 2018 này thì những cái chiếc đồng hồ Daytona Rainbow này được option, hay chúng ta thường nói là độ custom rất nhiều. Bởi vì sao? Vì ngoại hình nó rất đẹp. Tuy nhiên là đây, như các bạn đang nhìn thấy bên ở phía bên trên, đó chính là ảnh của một số cái phiên bản custom, một số phiên bản độ. Và đây là cái chiếc đồng hồ của chúng tôi original hãng, thì chúng ta sẽ thấy được, đánh giá được rất là trực quan. Mặc dù là chúng ta không phải là một người có đi sâu về kim hoàn, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy được rằng các cái giải màu chuyển rất là mịn, rất là mềm. Đỏ, da cam, vàng, lục, lam, tràm và tím. Gần như là khi chúng ta nhìn hai cái viên sapphire đặt gần nhau thì chúng ta mới thấy được rõ là cái độ chuyển màu nó tiếp nối tốt như thế nào. Và cái gì nó cũng có cái giá của nó. Với một phiên bản original thì đắt là thậm chí là gần gấp 10 lần với một phiên bản độ. Thì như chúng ta cũng thấy được thôi, cái sự khác biệt là nó là hoàn toàn từ vành bezel này đến các cái chân trấu, các cái chân trấu và hạt kim cương của Rolex cũng khác biệt hoàn toàn so với những phiên bản custom đó. Và ở phần tay càng và cái phần bảo vệ núm thì Rolex cũng trang bị cho chiếc đồng hồ
Rainbow này 56 viên kim cương Brilliant Cut và được vào được lên rất là đẹp, và nó chỉ là điểm nhấn thôi nhưng mà nó đã tôn lên được cái vẻ đẹp của vành bezel Rainbow của chiếc đồng hồ Daytona 2018 này. Và đây, như các bạn đang thấy ở trên tay tôi, đó chính là một chiếc 116520, một chiếc tượng trưng cho những cái người đam mê và yêu thích sự thuần khiết của Daytona. Và một chiếc đồng hồ đó chính là chiếc Rainbow, rất là có thể nói là khủng long của Daytona, dành cho những người có điều kiện đó, tôi nói vui là như vậy. Không đơn giản để sở hữu được chiếc đồng hồ này. Thì tôi ở đây cũng là cuối video này rồi, thì tôi cũng có một cái nói vui khi nhận chiếc đồng hồ này, đó chính là chiếc đồng hồ này rất giống với cái hình tượng trùng cuối Thanos trong cái vũ trụ điện ảnh Marvel. Tuy nhiên là chiếc Rainbow này nó là trùng cuối của vũ trụ Rolex. Nó cũng có những cái điểm chung với cái găng tay của Thanos, đó chính là việc thu thập nó rất là mất công và mất thời gian. Thay vì đeo găng tay và thổi bay 1/2 dân số, thì chủ nhân thực sự của chiếc Rolex Daytona 116595 này sẽ dễ dàng thổi bay trái tim của những người bạn khác giới đối diện chỉ với một cái búng tay. Đó. Và đây là cuối của video này rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.